anh chị Tú. Có sao không chị? Có sao chị? Mình đã bị Tú Ken đánh mình ra nổi như thế này. Mình thề mình không trả nợ với con người luôn á. Tại mày á, cái mặt của mày á, mày vu oan giá họa cho tao. Đâu có đâu, em với chị chơi chung mà. Mày chơi chung nội mày, mày không biết nó đánh tao hả? Mà tại chị diễn dở quá chứ. Mày diễn mới dở, tất cả không là tại tụi bay gì vậy? Lại đánh tại chị rồi. Mày đi đâu hết á? Tại em hương chị, em tưởng chị bị thiệt, em quýnh quán hết trơn á. Ai về chị diễn. Nhưng mình có ai hết nó đâu, thì mình phải học đồng cho đuổi nó đi chứ. Tại chị diễn dở thôi. Diễn dở đầu của mày. Diễn dở mà bị nó đánh hả? Thì đó thì diễn dở. Người đánh là mày đó. Nhưng mà chị diễn không có động lòng anh Ken. Ừ, không động lòng, tao kêu mà tiền xuống quýnh cho chết. Thôi mà chị, đánh người chạy đi, đánh người chạy lại chị. Ừ, vai dưới đây đi. Để tao. Thôi đừng thầm lớn chưa chị tiền. Để tao đi rồi. Tiền ơi, hôm qua chị đi á, cái anh Ken nói là ông đánh em á. Má cái gì vậy? Ông nói là chị tiền quá mày hả? Lỡ xúc cái răng nha, phải lấy cái răng gắn như lỡ cái chị. Má bên bỏ con Ngọc Hà chị đến lên đây nè. Chị Bình Hà hả? Dạ Bình Hà mà quánh chị Tú á. Chị dẫn cái về kia vậy? Để hồi chị xử á. Đây chị Hùng nghĩ sao cái hồi răng gì mà tán rớt cái răng ra luôn. Anh Ken chẳng này. Ông nó hùa hồi đó rồi. Ông nó hùa em chứ không ăn bỏ cái cọng dây chuyền vô trong trong cái túi của con Hà mà em đâu để đâu, cứ đánh em á. Đợi chứ nghe. Đúng rồi, Hà tính quánh chị Tú nữa. Ủa anh nhớ tán bên đây rồi chị, tán bên đây. Tán bên đây nè, trời ơi. Không, tán bên nào. Không, tán bên nào. Không, tán bên nào. Đây đó, đây. Đâu sang bên đó luôn. Quýnh cái bọn hồi mắt chị nhớ luôn chị. Trời ơi, tìm lại. Cái đó hồi em á. Em như nghe đâu có làm gì đâu. Chị, để ở dưới phòng anh Ken á. Dưới chị. Xuống hẳn vô quýnh vô mắt luôn chị. Lấy cùng anh Ken tơi. Nhanh lấy cùng anh Ken chị. Đau quá, đau quá. Tôi quýnh mày hồi nào? Nói cho
đi về không? Về ở với ba mẹ đi luôn. Mày bước ra. Thôi đừng đưa em về, cháu muốn sao ôm vậy chị? Tin không? Kỳ kỳ giờ tin không? Lì đi cháu. Trong trong băng băng băng. Nó cửa nó đó, bước vô đi. Tao phải đưa mày về, tao nói với ba mẹ mày. Đừng ngu. Em chạy đi. Cắp vàng của ai? Của chị Tú á chị.
Đang chờ vậy? Gửi xong rồi đủ hồ cho em. Chị nhìn mặt em nhiễm cắp vàng bả ăn chi? Mà ăn cắp của mày uy tín quá, uy tín quá. Trời, không ăn cắp vàng của tao. Ăn cắp là thứ hai rồi đó. Thôi tao tìm ra, tao mà tìm không ra là mất công với chuyện rồi. Ừ, đâu phải là em là người phát hiện ra con cảnh đó. Đúng rồi. Rồi, vô phá cửa nhà ra đây mới đó. Em tới rồi chị. Vô kiểm tra cửa ra đây. Con Ly còn ở trong hả? Dạ, kìa kìa, không nổi kìa. Ông cửa lại không cho nó vô. Ấy, ai cửa lên đi Tú. Nực quá. Tao đang mở cái này lên. Con gà chị không đuổi nó về sớm làm cho em với anh Ken phải cãi lộn rồi. Nó phải dành anh Ken với em nữa. Chứ này tao cho nó về luôn rồi, khỏi cần ở đây nữa, quá trời rồi. Trời ơi, nó chơi đi. Nó chơi kiểu mà lên phòng với Tú lấy cộng dây chuyền xong nó thừa cho nghiến nó. Nó ăn dại thôi, gì không phải gì đâu, nó biến thái lắm á. Mặt nhìn nhỏ mà hổ. Em hiểu làm miếng của hả? Trời ơi, vô dẹo dẹo vô kẹt nó xấu ngăn banh luôn á. Dạ. Để chiếc này đưa về cho ba mẹ nó luôn, khỏi cần nói nhiều nữa. Nó chửi em quá trời luôn á. Dám quýnh. Dạ, trời ơi, chị mày còn dám quýnh nó hả? Chị ơi, nó quýnh em kìa. Chưa. Hổng. Mắc dại vừa phải thôi, làm gì quýnh đâu chứ hả? Bảo quay xuống con quýnh em đó. Kìa nó quýnh em cái bóp luôn. Trời ơi, chạy. Thôi đi nghe. Chị mà ổng gà chị Binh á, nó giả đòi. Trời ơi, nó quýnh em thêm cái nữa kìa chị ơi, chết em rồi. Em dùng hỏi đâu mà quýnh giống cái tính nhau vậy. Kìa nó làm cái gì kìa, chị nhìn nó trong kiến nó thấy cái xe của mấy đứa thôi chưa, nó quýnh em hoài luôn á, mắc dại quá. Vừa tao lắm kiến này cho mày về. Dạ, em nói chị với ba nó ơi. Thôi mày cứ bên kia tao được không? Cứ ôi gặp bồ người ta cái đi dành 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 dành. Ờ, nhà không ai chấp nhận. Ờ, nào đúng không, tao mới phun cái kiến cho nào cũng không. Ủa mình đi ấy chữ em ngu chó thì chị, em nghe rõ ràng luôn chị. Nói gì mày, chữ em ngu chó kìa. Dạ. Em nghe chữ ngu như bò mà. Nghiêu chó, nó chửi em con chó kìa. Đuổi về em còn láo nữa. Rồi thôi chưa. Tao đưa về chiếc này khỏi lợi chơi gì hết luôn. Chị ba nó điện kìa chị. Ba điện kêu nó về. Cho về luôn, khỏi cần nói nhiều. Thôi mày nghĩ em chụp cái con. Bỏ nó xuống đây đi chị, bỏ nó xuống đây đi. Đưa về sẽ về chị, bỏ nó xuống đây đi. Thôi gì về cũng đưa tới tay chứ em kêu bỏ đâu. Vậy sẽ hơi là mai với mày lắm mình. Không thôi cho đi bò. Mày là phải đi xe bò xe tăng á. Con mày khỏi lại gần anh Ken của tao. Bộ anh Ken nó quýnh em thiệt gì đó hả? Trời ơi. Đúng rồi. Đấy như 4 cái luôn. Anh Ken nó về nè, à, tao đưa mày về đi, hồi tao còn về chặt tay nó hả? Thôi chị, tại con Hà mà, chị quýnh anh Ken chứ. Bây giờ tao chặt tay thằng đó nó được. Què, ổng đánh tao mà không cho ba đánh là hả? Con Hà quýnh nhiều hơn chứ. Thôi mày im đi mày ơi, tao cũng diễn. Ủa, nó quýnh em á. Dạ đúng rồi. Trời ơi, quýnh tôi, trời ơi. Giá dùng cho nó cái mồi.
xe chưa? Đi lên xe đi về đi nhỏ này. Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Mày lên chỗ khác coi. Tao nhường mày về đánh tao hoài nha. Bước lên xe coi. Wow, trời ơi. Cả nó chỉ tiền đánh anh bây giờ. Về không? Quấn chặt tao nha. Tháo xuống không? Tháo xuống không? Mình đi mà tắt về. Mày cũng không có làm được gì hết trơn. Đừng có chở nó về mà. Có lời gì muốn nói đi. Mai mốt không được gặp đâu. Tránh sao cái bản mặt mày ra cho tao. Dám quấn người yêu tao hả? Tao đâu quên nó đâu. Tại vì nó cứ đuổi nhỏ đi với bộ. Thấy chưa? Ai biết nó cách dạng chị Tố nó hồi chơi. Nó ăn cắp nó đuổi chùa. Nó tự dạng với tôi. Tự nhiên tôi ăn cắp rồi tôi đuổi chùa. Trời ơi, tôi biết bản mặt bà rồi. Tôi rồi biết bản mặt bà rồi. Bà Tuyết coi bà về nhà bà ơi, từ nơi sản xuất bà đi. Bà Tuyết coi mà anh đậu của bà Tuyết coi. Anh đi về đi, đừng có cản cho nó về đi anh. Đi về với anh. Chị ơi, có nắm tay không? Nói lại. Còn đế là nhớ nào? Nhớ nào cho tao biết. Nhớ nào mày là nhớ bình nó đi. Mày đi ra nó mắt đi, tao không phải biết mày. Bạn ơi, cái bạn nhìn cái con cái mặt này nè. Quân ra coi. Mày bị điên hả? Ông mới bị ông quấn tôi, tại mày quấn tôi hả? Ông làm gì? Ai làm gì vậy? Ông làm gì? Quấn tôi hả? Ôi giời. Mày tắt điện thoại chưa? Ủa mày đập điện thoại chưa?